Thời tiết bên ngoài đang rất là lạnh. Đêm hôm qua đã xuống âm 1 độ C. Bên đường là những hàng cây. Xoay mang niềm tin tới, bao la nguồn vui mới cho nhân gian đầy lưu luyến. Thế gian thấy nụ cười đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ vui. Xoay mang niềm tin tới, bao la nguồn vui mới cho hoa mai nở phơi phới. Trước mặt quý vị là đường Bel Air, hay còn gọi là Đại lộ Sài Gòn. Trục đường rất là nhiều tiệm của người Việt Nam. Xoay mang niềm tin tới, bao la nguồn vui mới cho nhân gian đầy lưu luyến. Bên phải quý vị là tiệm chay Hương Sen. Và tới một xíu nữa là Sài Gòn Noodle bún bò Huế, ngon thượng hạng. Đèn đang bị hư rồi, nó nhấp nháy thôi. Tới đây là luân phiên chạy, không có cảnh sát nha. Đây, Sài Gòn Noodle ở trong này. Đây, Sài Gòn Noodle bún bò Huế. Xoay mang niềm tin tới, bao la nguồn vui mới. Không có cảnh sát nhưng mà mọi người luân phiên nhau chạy. Này là bún chả cá Đà Nẵng và bánh canh ngon, rồi bún bò Huế Đức Trương. Đó. Và phía trước chúng ta là chợ Hồng Kông nằm bên tay phải, chợ Thanh Bình nằm bên tay trái. Xoay mang niềm tin tới, bao la nguồn vui mới cho nhân gian đầy lưu luyến. Thế gian thấy nụ cười đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ vui khắp nơi. Xoay mang niềm tin tới, bao la nguồn vui mới nhân gian đầy lưu luyến. Chúng ta đang ở đường Bel Air, hay còn gọi là Đại lộ Sài Gòn. Bên này là phở điện. Đó, phở điện đó. Và chúng ta sẽ tới cháo lòng thằng mỏ nằm bên tay phải và gà Houston. Tiệm gà Houston rất là nổi tiếng. Thế
gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời trở nên mà vui không nơi. Bên trái chúng ta sẽ là tượng đài, và điện thoại sẽ quay lại để lấy bánh kem đi vào khu của Tony Driving School. Đó, tòa nhà này là bán đồ cá, và đây cơm gà Houston và cháo lòng thơm ngọt. Đây là tượng đài Houston. Rồi, quá luôn. Đây Dakar Plaza. Phía trước mặt chúng ta sẽ là Tony Driving School, Trung Salon. Đó. Đây là chỗ dạy lái xe uy tín ở Houston, Thanh dạy lái xe. Đó. Và Kevin Đức Nguyễn, rồi Lê Đức bánh kem. Đây Tony Driving School. Dislike xin kính chào quý vị. Vừa cho quý vị đi một dạo phố đường Bel Air. Happy New Year.